Trần Anh Tông là vị vua thứ tư của Vương triều Trần. Ông nổi tiếng là vị vua có cá tính vô cùng đặc sắc. Khi mới lên ngôi, vua có tính ham chơi và thích thưởng rượu. Với tính cách phóng khoáng của mình, vua Trần Anh Tông từng khiến Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nhiều lần phiền lòng. Thứ rượu xương bồ này quả là mỹ tửu. Bệ hạ, người đã uống quá nhiều rượu rồi. Người hãy nghỉ ngơi giữ gìn long thể. Việc hôm nay mà để Thượng Hoàng biết được, ắt người sẽ nổi giận đó à. Phụ hoàng ta đang ở phủ Thiên Trường, người lo gì chứ? Một bình rượu nhỏ như thế này sao có thể làm chậm say được? Bệ hạ lại say khướt rồi. Ta về cung xem xét nội tình, không cần cho người loan báo, chớ để kinh động đến hoàng cung. Nguy rồi, mau cho cung nhân vào đánh thức bệ hạ dậy. Dạ. Đại vương thấy như thế nào? Tôi thấy như vậy là không ổn. Làm sao thế là hợp lý? Tại sao đến trưa rồi mà ta chưa thấy bệ hạ đâu? Dạ. Thưa Thượng Hoàng, bệ hạ vẫn chưa tỉnh à? Là rượu xương bồ à? Bệ hạ uống thứ rượu này đến say khướt, tới giờ cơm trưa rồi còn không buồn dậy ư? Có để im cho chấm ngủ không hả? Đường đường là thánh ngự ngôi cao mà không biết giữ mình, lại uống rượu say đến mức như thế này. Bao giờ bệ hạ tỉnh dậy, truyền bệ hạ cùng toàn bộ văn võ bá quan đến phủ Thiên Trường, không ai được trái lệnh. Người đâu? Chuẩn bị xa giá. Nhiều lần khiến Thượng Hoàng Trần Nhân Tông phải phiền lòng vì tính cách phóng khoáng của mình. Lần này, Trần Anh Tông sẽ phải đối mặt với cơn giận của Thái Thượng Hoàng như thế nào? Đoàn Như Hải là một nhà chính trị tài ba được vua Trần Anh Tông rất tin dùng. Theo sử sách chép lại, ngay từ thời còn trẻ, ông đã lên kinh thành Thăng Long cho học. Trong một lần tình cờ, Đoàn Nhĩ Hài được gặp vua Trần Anh Tông và cuộc hội ngộ ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Chỉ vì mải uống rượu mà trẫm đã phạm sai lầm lớn rồi. Cơn say đêm qua đã khiến Thượng Hoàng giận như vậy. Trẫm biết phải làm sao đây? Bây giờ triều đình đang bàn tán loạn cả lên. Nói Thượng Hoàng thế nào cũng sẽ chuốt ngôi báu của trẫm. Bệ hạ, hay là người hãy viết một bài biểu dâng lên bệ hạ để tạ tội hả? Người không thấy bây giờ trẫm đang rối trí sao? Trẫm không thể nghĩ được gì nữa. Sao có thể ngồi viết biểu tạ lỗi được? Bệ hạ, chúng ta đã tới chùa Tư Phúc rồi. Nho sinh kia là ai vậy? Này người học trò, bệ hạ đang hỏi người đấy. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Ngươi tên gì? Sao lại ở đây? Bẩm bệ hạ, thảo dân là Đoàn Nhữ Hài. Thảo dân học ở đây, không biết bệ hạ nghênh giá, xin bệ hạ tha tội.
chùa Tư Phúc có phong cảnh tĩnh mịch, quả rất thích hợp để vãn cảnh, nghiên cứu thi thơ. Chẳng trách ngươi đọc sách ở đây mà quên cả đất trời. Chỉ tiếc là chẫm lại đang buồn phiền, không còn tâm trạng để nói chuyện văn thơ. Chẳng hay bệ hạ đang lo lắng chuyện gì ạ? Đêm qua chẫm mải uống rượu mà bê trễ công việc, thượng hoàng biết được nên rất giận. Lần này e rằng người khó mà tha thứ cho chẫm. Bệ hạ, người thực sự rất thích uống rượu sao ạ? Rượu là thức uống rất ngon và thi vị, có kẻ nào lại không thích uống? Dạ đúng, nhưng rượu cũng có thể làm hại sức khỏe, làm rối loạn hành vi. Xưa kia ở phương Bắc, có tướng Trương Phi. Trong một lần say rượu, Trương Phi đã không làm chủ được bản thân mà đánh đập quân sĩ, để đến nỗi bị hai tướng dưới trướng cắt đầu, rồi mang sang xin hàng địch. Thật đáng tiếc cho một đấng anh hùng. Chẫm hiểu, Trương Phi thân mang trọng trách lớn trên vai, vậy mà lại bỏ mạng vì men rượu, từ đó mà hủy hoại cả một cơ đồ. Sự việc lần này cũng dạy cho chẫm một bài học rồi, là chẫm bất hiếu nên mới làm thượng hoàng phiền lòng đến vậy. Thần nghĩ bệ hạ đã chân thành sám hối như vậy, ắt thượng hoàng sẽ lay động mà khoan thứ cho bệ hạ. Bây giờ chẫm muốn về tạ tội, nhưng đi tay không thì không dám. Nay gặp người ở đây ắt là có duyên. Người là học trò, lại hiểu chuyện sử sách, biết phân biệt đúng sai phải trái như vậy. Người hãy làm một bài biểu tạ tội để chẫm dâng lên thượng hoàng, xin người tha tội. Bệ hạ, nếu người tin vào tài cán của Nhữ Hài nhất định sẽ làm được. Đoàn Nhữ Hài vâng lệnh vua, trong phút chốc đã giúp vua soạn xong tờ biểu tạ tội. Trần Anh Tông lấy thuyền xuôi đến thiên trường cho Nhữ Hài theo mình. Đoàn Nhữ Hài sẽ giúp Trần Anh Tông tạ tội với thượng hoàng Trần Nhân Tông như thế nào? Đoàn Nhữ Hài là một trong những cận thần đắc lực bên cạnh vua Trần Anh Tông. Sự thông tuệ và tài năng văn chương của Đoàn Nhữ Hài được thể hiện rất rõ trong câu chuyện ông giúp vua Trần Anh Tông dâng biểu lên thượng hoàng Trần Nhân Tông, giúp vua thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thái Thượng Hoàng. Ta đã nói với ngươi rồi, thượng hoàng vẫn đang rất giận, ngươi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Ngươi về đi, ngày mai thượng hoàng triệu tập bệ hạ và bách quan văn võ, tất cả sẽ được biết quyết định của người. Nhữ Hài vâng mệnh vua, chưa hoàn thành việc bệ hạ giao, nhất quyết sẽ không rời khỏi đây. Người dâng biểu quỳ trong sân vẫn còn ở đó sao? Dạ đúng ạ. Người hãy ra lấy biểu hắn dâng mang vào cho trẫm. Dạ. Dạ thưa Thái Thượng Hoàng, đây là tờ biểu bệ hạ dâng lên Thái Thượng Hoàng ạ. Viết khá lắm, truyền cho bệ hạ đến gặp trẫm. Dạ. Phụ hoàng, nhi thần đã biết tội. Trẫm đang sống mà ngươi còn như thế, huống chi sau này. Xin phụ hoàng tha tội cho nhi thần. Con xin hứa, sau này sẽ thay đổi bản thân, chuyên tâm trị vì đất nước, trở thành một vị minh quân. Xin phụ hoàng hãy tha tội cho con. Tờ biểu này là ai soạn cho ngươi? Dạ, đó là nho sinh Đoàn Nhữ Hài đây ạ. Đoàn Nhữ Hài còn trẻ, chỉ là một nho sinh mà có suy nghĩ rất sâu sắc. Bài biểu ngươi soạn rất hợp lòng trẫm, khiến trẫm rất cảm động. Đa tạ Thái Thượng Hoàng, xin Thượng Hoàng hãy tha thứ cho bệ hạ. Trẫm cảnh báo trước, đây là lần cuối trẫm cho bệ hạ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Bệ hạ nên nhớ, trẫm còn có con khác, huynh đệ của bệ hạ cũng có thể nối ngôi được. Chớ có càn rỡ làm phiền lòng bách quan và trăm họ. Nhi thần đội ơn phụ hoàng. Truyền chỉ của trẫm cho trăm quan và bệ hạ được trở về triều, tất cả hoạt động triều chính về như cũ. Sau khi được Thái Thượng Hoàng tha tội,
Trần Anh Tông từ phủ Thiên Trường trở về Thăng Long, phong cho Đoàn Như Hải chức ngự sử trung cán. Với tài năng của mình, Đoàn Như Hải đã hoàn thành xuất sắc những trọng trách mà vương triều giao phó, trở thành cận thần đắc lực phó giúp Trần Anh Tông trong công việc nội trị và ngoại giao.